Hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2021 thì shop xe điện con nhập về được chiếc xe bò điên. Chiếc xe này đủ phẩm chất của một chiếc xe giá ngon, bổ và rẻ mọi người nhé. Thì chiếc xe này shop đang bán với giá là 3.100.000 đồng. Đấy, giá trên thì chưa bao gồm phí ship mọi người nhé. Mình sẽ tặng cho mọi người một cái giỏ mới luôn. Đây, giỏ mới tinh. Bây giờ mình để tặng giỏ xem này để mình quay review nó không bị rơi nhé. Còn khi nào mọi người mua thì mình sẽ bắt vào chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này giá là 3.100.000 đồng. Bình của nó thì hôm qua mình mới mua được của cái ông khách này mang tới shop, thì ông nói là mới thay năm 2020. Thì một lát nữa mình sẽ mở ra kiểm tra và đo thử cho mọi người luôn. Xe này của chú này đi thì từ trước này chú đi chưa sửa một lần nào. Đấy, cái dòng này đi rất là bền. Tuy nhiên thì cái dòng này đấy thì đi nó không có giảm sóc nhá. Đấy, nên đi nó chắc xe và đi nó sẽ sóc, đường nó phải đẹp. Còn nếu mọi người mua vào cái khu vực đường mà nó không phải đường đá đấy, mà đường xấu là đi nó sẽ có cảm giác nó dằn, nó sóc. Đấy, vì xe này là thiết kế nó như thế chứ không phải là nó không có giảm sóc, mà người ta thiết kế cái xe nó giống như xe đạp ấy, nó chắc chắn. Đấy, nhu cầu người ta là cần chắc chắn thôi. Đấy, cho nên là mọi người mua thì hãy nghe mình nói cho chuẩn thì để mua cho nó phù hợp với xe, tránh cái trường hợp là mua về mọi người kêu sao nó sóc quá, nó rất là khó. Đấy, sóc đối với trường hợp đi vào những cái chỗ ổ gà ổ trâu nhé, chứ còn đi đường bằng này thì không có sóc đâu mọi người, đi nó chắc xe. Đấy, 3.100.000 đồng. Đấy, xe thì phía trên thì có vạch báo pin đây. Đấy, có 3 vạch báo pin nhé. Màu xanh là full, màu vàng là vừa và màu đỏ là hết. Mọi người đi đến màu đỏ nó nháy nháy thì mọi người hãng sạc, nó vẫn còn đi được vài cây nữa. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết mọi người nhé. Đấy, còi zin theo xe cho nên nó cũng không được to. Đó, đây là cái cụm đèn zin của xe. Đó, đấy nhá. Và còi thì cũng nằm tích hợp trong cái đèn này luôn. Đấy, xi nhan thì đầy đủ. Mình sẽ bật xi nhan cho mọi người xem. Xi nhan nhé. Nói chung là mọi chức năng thì hoạt động bình thường. Đấy. Đối với dòng xe bò này thì không cần phải đăng ký đâu mọi người nhé. Nhà nước mình không quy định đăng ký dòng này. Đấy, nhưng mà mua xe cứ yên tâm. Động cơ đi cũng rất là ok. Bây giờ mình sẽ mở bình ra cho mọi người kiểm tra, xong đó rồi mình sẽ cho nhân viên chạy thử cái xe này nhé. À, ok, mình đã mở cái bộ bình của cái xe ra. Bình cũng khá đẹp mọi người nhé. Đấy, phẳng đét này. Xem là ông khách này ông nói có đúng không nào. Không thấy lết ngày tháng ghi đây. Nhấc lên xem kiểm tra. À đây. Bình này ghi ở phía ngang bình nhé, chứ không ghi trên. Đúng là bình Habaco này mọi người này. Đây, ngày tháng sản xuất này, chính xác luôn. Bình này được sản xuất vào ngày 15 tháng 2 năm 2020 mọi người nhé. Đó, thì toàn ông này ông nói cũng đúng đấy. Bình này thì còn rất ngon mọi người ạ. Nó có một bộ bình mà thay thì chưa đầy một năm ấy, thì mọi người về vẫn đi được tầm khoảng trên 1 năm đến 2 năm, mà có thể được 3 năm. Đấy, mình khẳng định vì là rất nhiều mình bán cho khách rồi. Họa hoàn nắm thì mới bị một quả nó kém thôi, nhưng mà trường hợp rất là ít. Với một bình như này thì sẽ đi thời gian khá dài. Bây giờ mình sẽ đo thử cho mọi người xem nhé. Đo từng quả một. Quả nào chết thì sẽ biết ngay. Đây, đó. Toàn lên 12V hết nhé. Cái bình, cái máy kẹp Niwa này của mình là nó rất là nặng điện. Đấy, để kiểm tra quả bình là còn tốt. Bên trong này nó có hai máy so đấy, thì mình kẹp về một lát thì máy so nó sẽ đỏ này. Đấy, bộ bình này rất tốt mọi người nhé. Bình tháng 5 năm 2020, tức là chưa thay chưa được một năm đâu mọi người. Bình còn đẹp, phẳng đẹp như này, mọi người về đi thì hoàn toàn yên tâm. Giá chỉ có 3.100.000 đồng, và giá trên thì chưa bao gồm phí ship. Nên mọi người ship tận nhà bằng Viettel Bot ấy, thì mọi người đặt cọc trước cho shop 1 triệu, sau đó thì bên nhân viên Viettel giao đến tận nhà cho khách, thì khách kia sẽ hoàn tiền lốt cái phần còn lại cho bên Viettel. Đấy, giá trên thì chưa bao gồm phí ship nhé. Nếu cả ship tận nhà nữa nó đâu đó rơi khoảng tầm 3.8-3.9 gì đó là mọi người nhận được chiếc xe này, bao gồm tặng cả một cái giỏ nữa. Bây giờ mình sẽ cho nhân viên chạy thử chiếc xe này cho mọi người xem luôn nhé. Rồi, em chạy thử cho khách xem. Đấy, xe này thì nó là cái dòng xe rất chắc chắn. Rất chắc nhá. Giá 3.100.000 đồng. Nếu mọi người mua thì hãy liên hệ trực tiếp cho shop. Chạy rất là nhanh.
Ok, và bây giờ mình xin chào mọi người nhé.